Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, rất vui được gặp quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay thì em Dư sẽ chia sẻ về tình hình tiến độ cập nhật của dự án chung cư Beacon Plaza. Như các anh chị đang nhìn thấy, hiện nay thì chung cư Beacon Plaza đã xây dựng phần thô xong và đang chuẩn bị nắp những cái cửa kiếng lên rồi các anh chị kìa. Mình đã nhìn thấy những cái tầng từ tầng 1 tới tầng số 12 mà chủ đầu tư họ đã xây dựng và nắp kiếng lên rồi nha. Đây là một trong những dự án chung cư của chủ đầu tư Beacon xây dựng rất là nhanh. Chung cư này có tên tiếng Việt là chung cư Quang Phúc nha các anh chị. Quang Phúc. Và sau đây là một số hình ảnh của dự án.